Thưa quý vị, mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu các sở ngành chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các chủ đầu tư của 79 dự án chung cư cao tầng do vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy. Những biện pháp được thành phố đưa ra lần này thì được đánh giá là khá mạnh tay. Tuy nhiên thì theo các chuyên gia, để có thể đạt được hiệu quả lâu dài, việc thực hiện không chỉ nằm ở các nhà kinh doanh bất động sản mà còn từ phía các cơ quan chức năng. Chung cư 89 Phùng Hưng, chung cư Golden West hay chung cư 229 Phố Vọng. Đây đều là những công trình lọt vào danh sách 79 dự án vi phạm vì thiếu một số hạng mục thiết bị hay đã bàn giao nhà nhưng chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Cứ 15 ngày một lần, những công trình này sẽ được kiểm tra tiến độ khắc phục. Trường hợp cố tình chây ì sẽ bị đình chỉ, thậm chí cưỡng chế. Bên cạnh đó, từ đầu tháng 7, chủ đầu tư của 79 dự án chung cư cũng sẽ không được giới thiệu địa điểm cấp đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố. Theo các chuyên gia, việc có chế tài mạnh tay để xử lý vi phạm là cần thiết. Tuy nhiên, thay vì việc xử lý buộc khắc phục được tiến hành khi công trình đã hoàn thiện, thì việc kiểm tra cần được thực hiện từ khi đang xây dựng. Trong quá trình thi công là phải định kỳ, đến cái mức nào đó thì phải đến kiểm tra. Có những cái sau này nó che khuất mất, anh không thể kiểm tra được nữa. Chỉ có thể kiểm tra trong lúc thi công thôi. Đã có kinh nghiệm nhiều năm đầu tư các dự án chung cư, đại diện doanh nghiệp này cho biết, cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý cho từng dự án cụ thể, đặc biệt là những vi phạm do nguyên nhân chủ quan, cố tình chây ì không thực hiện. Còn với các dự án do vướng mắc về thủ tục, khiến thời gian hoàn thiện bị chậm trễ, cũng cần được tháo gỡ. Nếu như họ vi phạm mà chúng ta dừng lại các cái dự án kia thì nó ảnh hưởng đến tiến độ cũng như là thời gian giao nhà cho người dân. Cụ thể là từng dự án chúng ta kiểm tra xem là do khách quan hay chủ quan. 6 tháng đầu năm nay, 12 công trình vi phạm đã bị xử phạt với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng. Cũng theo các chuyên gia, việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy không chỉ nằm ở hệ thống trang thiết bị mà còn là quy trình và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra sự cố. Do vậy, trách nhiệm không chỉ là của riêng chủ đầu tư mà còn cả ý thức của người sử dụng và sự giám sát của cơ quan chức năng. Vâng, sự giám sát của các cơ quan chức năng rất quan trọng. Theo quy định thì muốn đưa người dân vào ở, chủ đầu tư phải hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy có xác nhận của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên trên thực tế thì nhiều chung cư dù thiếu các điều kiện tối thiểu về phòng cháy chữa cháy thế nhưng vẫn được đưa vào vận hành từ vài năm trước. Và câu hỏi được đặt ra ở đây đó là vì sao những chung cư này lại có thể qua mặt được các cơ quan chức năng? Theo quy định, chủ đầu tư trước khi bàn giao nhà cho người dân phải có biên bản nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, do muốn nhanh chóng bàn giao nhà theo đúng cam kết hợp đồng, nhiều chủ đầu tư đã bỏ qua việc hoàn thiện phòng cháy chữa cháy. Trong khi đó, một số người dân lại có nhu cầu về chỗ ở nên sẵn sàng làm đơn nhận căn hộ sớm mà không đòi hỏi phải có đầy đủ các tiêu chí an toàn. Nếu như mà đưa vào hoạt động tới 5-6 năm, mà vẫn chưa nghiệm thu các cơ quan quản lý nhà nước vẫn không phát hiện ra thì rõ ràng ở đây là có một phần là thiếu trách nhiệm. Một số chủ đầu tư cho biết chi phí để hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy chiếm khoảng 2% tổng vốn đầu tư công trình. Đối với chung cư tầm trung, con số này vào khoảng 15 đến 20 tỷ đồng. Trong khi đó, mức xử phạt hiện nay đối với hành vi chưa hoàn thiện chỉ vào khoảng từ 30 đến 50 triệu đồng. Trong trường hợp chủ đầu tư chây ì gây hậu quả nghiêm trọng thì mới bị xem xét xử lý hình sự. Chủ tư đưa nhà công trình vào sử dụng đấy, khi chưa tổ chức nghiệm thu, sau đó thì công trình xảy ra sự cố cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản. Khi đó thì ngoài cái hành vi về xử phạt vi phạm hành chính sẽ bị tùy theo mức độ thì có thể là truy cứu trách nhiệm hình sự. Đến thời điểm này chưa có một chủ đầu tư nào bị xử lý khởi tố do chưa hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy. Theo các chuyên gia, nếu hình phạt cao nhất chỉ được áp dụng khi việc đã rồi thì người dân vẫn là người phải gánh chịu rủi ro nếu không may có hỏa hoạn xảy ra.